Xin kính chào quý vị khán giả đang xem kênh Hồ sơ quyền lực. Quý vị thân mến, vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của vị Tổng thống này tới Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021. Sau chuyến viếng thăm này, Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước. Thông tin này đã khiến cho truyền thông Trung Quốc bất mãn khi Hoa Kỳ là đối thủ lớn nhất, đang có vị thế ngang hàng với mình trong mối quan hệ với Việt Nam. Và Campuchia với tư cách là đồng minh thân cận của Trung Quốc cũng đứng ngồi không yên. Truyền thông nước này đã đăng tải những bài viết thể hiện thái độ cay cú về mối quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, khi cho rằng Việt Nam đang được Mỹ và các nước phương Tây thiên vị. Trong số đó, nổi bật nhất là bài viết có tiêu đề Campuchia và Việt Nam, câu chuyện về hai đất nước của tác giả Lip Chan Tavi, được đăng trên trang Khmer Times. Chi tiết bài báo này như thế nào? Và nhà báo nước láng giềng của chúng ta đã bày tỏ quan điểm gì về Việt Nam và Hoa Kỳ và chính đất nước mình? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video của ngày hôm nay. Quý vị cũng nên lưu ý rằng đây là một bài viết mang tính kích động và thù địch giữa hai quốc gia, nên chúng ta không nên mắc bẫy lừa tinh vi. Vâng, mở đầu bài viết của mình thì Lip Chan Tavi đã đi thẳng vào vấn đề khi nói rằng tin tức lớn mà tôi vừa nhận được ở khu vực Mekong là Tổng thống Joe Biden đang thăm Việt Nam và Thủ tướng Hun Manet đang thăm Trung Quốc. Đối với những người luôn quan tâm đến sự cạnh tranh Mỹ-Trung, thì họ có thể cảm thấy có vẻ như là Campuchia và Việt Nam đang tham gia vào trò chơi này. Để rồi sau đó, nhà báo người Cam lại tiếp tục giọng điệu ghen ăn tức ở lạ lùng như sau. Đúng là không thể phủ nhận rằng Việt Nam có vị thế tốt hơn Campuchia, bởi Việt Nam có thể có mối quan hệ đặc biệt với cả Mỹ và Trung Quốc. Vì nếu như hai đảng Cộng sản tại hai nước Việt-Trung có mối quan hệ tốt đẹp với nhau, thì Mỹ cần Việt Nam để kiềm chế hoa lục này. Nhưng đối với Campuchia, Mỹ không cần Campuchia. Đơn giản là vì Campuchia chỉ là một quốc gia nhỏ bé có lợi ích chiến lược, nên thường bị coi là chị em kế của Việt Nam và Thái Lan. Vì vậy, các nước lớn thường tiếp cận Campuchia thông qua Thái Lan và Việt Nam. Ngay cả các hãng thông tấn cũng không thèm tới Campuchia để kiểm tra chéo thông tin. Họ chỉ viết những câu chuyện về Campuchia từ Bangkok và Hà Nội mà thôi. Đây là một thực tế đối với Campuchia. Đây đã là một truyền thống có từ lâu đời nay. Vậy nên tôi muốn nói rằng, các nước với nhau thường có sự khác biệt lớn. Nhưng sự khác biệt ấy không nên trở thành đối tượng để sỉ nhục hay là quấy rối. Thật không may, sự sỉ nhục và quấy rối ấy đã trở thành truyền thống ngoại giao của phương Tây. Họ dùng nó để chống lại các quốc gia có quan điểm hoặc là cơ cấu chính phủ khác với mình. Nhưng trên thực tế, các quốc gia như thế luôn có những giá trị tốt đẹp về nhân quyền, về dân chủ, và không có quốc gia nào cố gắng phá bỏ những giá trị đó. Họ chỉ đòi quyền lợi, sự lựa chọn và cách thức thực hiện những giá trị thiêng liêng. Nhưng có vẻ như là các nước phương Tây không bao giờ hiểu được điều này, hoặc có lẽ là họ thích giả vờ không hiểu để có thể áp đặt phán quyết giá trị của mình, để rồi từ đó thực hiện các hành động đơn phương chống lại các quốc gia nhỏ hơn mình nhằm triển khai chương trình nghị sự riêng. Đối chiếu với trường hợp của Campuchia và Việt Nam thì không có gì phải bàn cãi khi cho rằng Việt Nam không thể so sánh được với Campuchia nếu như mà xét về tiêu chuẩn tự do và dân chủ. Nhưng Chủ tịch nước Việt Nam lại được mời tới Nhà Trắng, còn Tổng thống Mỹ Joe Biden thì lại bỏ qua hội nghị thượng đỉnh ASEAN để đến thăm đất nước này đây. Nếu cựu ủy viên thương mại EU bà Malmström ngó lời ưu đãi LBA của đất nước chúng ta, thì bà lại nở nụ cười rất tươi, bất thường khi đến thăm Việt Nam để đạt được một thỏa thuận thương mại tự do khác. Nó khiến cho chúng ta phải nghi ngờ rằng liệu bà ấy có thực sự là người vừa mới có chuyện với Campuchia về nhân quyền hay không? Đó rõ là trò đùa của nền dân chủ phương Tây, và nó khiến cho bất kỳ ai tỉnh táo cũng không thể hiểu được lý do tại sao Việt Nam lại có một vị trí tốt hơn Campuchia trong mắt những người được gọi là nhà hoạt động nhân quyền tài ba. Hãy nhìn mà xem, không ai nói về tự do chính trị, tự do báo chí hay tự do hiệp hội ở Việt Nam. Vậy còn các cuộc đình công của công dân ở Việt Nam thì sao? Nó không hề có cơ hội được diễn ra, bởi vì công đoàn thậm chí là còn không tồn tại ở đây.
Vậy có phải chăng khi các quyền trên không tồn tại ở Việt Nam thì các nước phương Tây và các nhà hoạt động nhân quyền có thể kết luận rằng Việt Nam không có vấn đề gì về nhân quyền cả? Còn Campuchia thì lại khác, khi mà văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc đang có mặt tại đây. Và phải chăng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu Campuchia đóng cửa văn phòng đó như một quốc gia khác hiện nay? Tuy nhiên, điều này có thể sẽ biến thành ung nhọt khi nó làm hoen ố hình ảnh quốc tế của đất nước Campuchia. Rõ ràng là Campuchia là nạn nhân của thái độ hợp tác của xã hội cởi mở và tự do. Rõ ràng chúng ta đang nhận thấy một điều hiển nhiên rằng phương Tây đã đối xử bất công với mình khi so sánh mối quan hệ nồng ấm của họ đối với Việt Nam. Nhưng dù là như thế thì chúng ta vẫn không muốn trở thành một quốc gia cộng sản như Việt Nam hiện nay. Vâng, không khó để nhận thấy một thái độ hết sức bất bình của tác giả bài viết nổi lên trong từng câu từng chữ khi ông cho rằng thật không thể hiểu nổi tại sao một quốc gia có nền dân chủ tốt hơn Việt Nam như Campuchia mà lại bị Mỹ ngó lơ, để rồi ông tỏ ra châm biếm nền dân chủ phương Tây và dè biểu cả những nhà nhân quyền của các nước khi họ hờ hững với Campuchia nhưng lại rất ân cần đối với Việt Nam. Còn về phía bạn đọc gần xa thì người ta lại không hiểu nổi tác giả bài viết dựa vào đâu để có thể tự tin khẳng định như vậy, nhất là khi mà suốt thời gian qua, nền chính trị tại Campuchia đang bị cấu xé bởi rất nhiều chính đảng khác nhau. Thậm chí mà trước thềm bầu cử diễn ra, vô số các hoạt động chống phá chính quyền của ông Hun Sen đã được triển khai khiến cho giới chức năng này phải xử lý mệt bở hơi tai. Đó là chưa kể đến những cuộc biểu tình bạo loạn của người dân Campuchia diễn ra trên khắp các đường phố Phnom Penh. Nhưng tại Việt Nam, những cảnh tượng nêu trên không hề xuất hiện. Đất nước Việt Nam trước nay chỉ có một đảng cộng sản lãnh đạo duy nhất và toàn đảng, toàn dân luôn đoàn kết với nhau. Đó mới là lý do thực sự khiến cho các cuộc biểu tình của công dân, nông dân và các giai cấp khác trong xã hội không bùng nổ, chứ không phải là bởi vì tại Việt Nam không có tổ chức công đoàn hay không có dân chủ như là nhà báo nói đâu. Hơn nữa, ông cũng nên biết rằng một nền dân chủ không thể được khẳng định bằng việc người dân có quyền tự do biểu tình bạo loạn, khiến cho nội bộ lục đục, rối ren, xã hội thì mất an ninh trật tự. Nó cũng không được khẳng định bằng sự hiện diện của một vài văn phòng nhân quyền quốc tế trên đất nước của mình, bởi vì đó chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Thay vào đó, nhân quyền và dân chủ được thể hiện trong việc dân chúng có quyền đóng góp ý kiến vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước. Nó được thể hiện trong việc lãnh đạo nước nhà luôn lắng nghe tâm tình, mong muốn và khát khao của người dân để đáp ứng ngay và luôn, giống như những gì mà các nhà lãnh đạo tại Hà Nội đang mạnh tay triển khai. Ngoài ra, chuyện Mỹ và phương Tây ngó lơ Campuchia không phải chỉ vì Campuchia chỉ là một nước nhỏ, có ít lợi ích địa chính trị đối với họ. Cũng không phải chỉ vì Campuchia được xem là sân sau của Việt Nam và Thái Lan, mà còn là vì Campuchia đang cho thấy một điều chắc chắn rằng mình hiện là đồng minh thân cận bậc nhất của Trung Quốc, một kẻ thù không đội trời chung với Hoa Kỳ nói riêng và cả phương Tây nói chung, thì thử hỏi xem ai dám kết giao. Nó hoàn toàn khác với Việt Nam, một quốc gia luôn có thái độ trung lập giữa các nước lớn, khiến cho ai nấy đều cảm thấy tin tưởng mỗi khi bắt tay. Hãy nhìn mà xem, ngay cả trong bài viết này mà tác giả còn thiên vị nói rằng chỉ có Trung Quốc giao dịch trực tiếp với Campuchia, mà không coi Campuchia là sân sau của Thái Lan hay Việt Nam. Dù chỉ một chút, bởi vì Trung Quốc rất cần bạn bè ở Đông Nam Á, cần các nước láng giềng hỗ trợ và nó rất phù hợp với Campuchia hiện nay. Một quốc gia cũng cần những người bạn là cường quốc đối xử với nước mình như một quốc gia có phẩm giá bình đẳng. Thì làm gì Campuchia có quyền lên tiếng trách móc Hoa Kỳ đây? Hãy nhìn mà xem, thái độ của Campuchia trước vấn đề Biển Đông hiện nay ra sao để thử hỏi rằng có ai chấp nhận được không khi mà nước này đã mạnh mồm bênh vực Trung Quốc bất chấp ra sao. Còn nếu không thì tác giả cũng có thể nhìn vào mối quan hệ đang ngày càng xấu đi của Campuchia với các nước ASEAN khác thì sẽ hiểu được lý do tại sao Mỹ và phương Tây lại chọn Việt Nam chứ không phải là Campuchia. Vậy nên thiết nghĩ là ông Lipchan Thavi hãy mở to đôi mắt của mình ra để thấy hết những điều vừa kể trên. Ông cũng cần phải mở cái đầu của mình ra thật là lớn để nhìn nhận và phân tích mọi thứ một cách chuẩn xác, chứ không nên thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình, cùng với các bài viết phiến diện sặc mùi gato như bài viết vừa qua. Rõ ràng Việt Nam hoàn toàn xứng đáng
nhận được sự tin yêu của Hoa Kỳ, của phương Tây và bất kỳ quốc gia nào khác. Đó không phải là sự thiên vị mà là phần thưởng xứng đáng dành cho những gì mà Việt Nam đã cố gắng trên mặt trận ngoại giao. Campuchia nên lấy đó làm tấm gương để học hỏi, chứ không nên ghen tị xấu xí như thế kia. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi video đến những phút cuối cùng. Quý vị hãy đăng ký kênh Hồ sơ quyền lực để nhận được thông báo khi kênh ra video mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Hồ sơ quyền lực. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hồ sơ quyền lực. Đó là một chiến lược được các cường quốc thầm lặng xây dựng từ nhiều đời, mà Mỹ thực ra chỉ là nước kế thừa cuối cùng và thành công nhất tới thời điểm hiện tại. Đây mới thực sự được coi là nhận xét đúng đắn nhất về chiến lược chuỗi đảo, thứ mà người Mỹ hiện nay vẫn dùng để làm lá bài quân sự, răn đe các nước nằm dọc theo bờ biển Tây Thái Bình Dương. Nhưng đến thời điểm hiện nay, khi mà truyền thông đã phát triển và cuộc tranh đấu tầm ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực đã ngày càng trở nên quyết liệt hơn, người ta mới phát hiện ra rằng Mỹ thực ra đã tiến hành chiến lược này ngay từ khi Thế chiến thứ hai không lâu và ngày một hoàn thiện cho tới ngày hôm nay. Còn với Trung Quốc, với những cuộc tranh giành đảo trên Biển Đông, thực chất cũng đang muốn có một chuỗi đảo riêng cho mình để đối trọng lại với Mỹ. Mỹ, kẻ kế thừa cuối cùng. Khỏi phải là một nhà chiến lược tài ba. Quý vị chỉ cần dở bản đồ thế giới ra, nhìn vào một loạt các hòn đảo, quần đảo ở vùng Tây Thái Bình Dương như Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Guam là mọi người cũng đã tự thấy nó có tính chiến lược như thế nào đối với ngành hàng hải và chiến lược quốc phòng của các quốc gia trong khu vực, nhất là các cường quốc như Nga, Nhật Bản và Trung Quốc. Bởi vậy, ngay từ thời kỳ thực dân, khi tấm bản đồ thế giới đã dần hoàn thiện, các cường quốc khi đó đã bắt đầu xem xét việc xây dựng hệ thống quản trị tại các hòn đảo mà mình chiếm đóng trên Thái Bình Dương, thành một chuỗi liên kết. Nước Đức được coi là quốc gia đầu tiên phân tích các giá trị chiến lược của các hòn đảo Thái Bình Dương sau khi giành được quần đảo Mariana và Caroline từ Tây Ban Nha sau chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha năm 1898. Theo Thiếu tướng Đô đốc Karl Haushofer, vòng cung đảo gần bờ mà ông đặt ra trong khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương sẽ đóng vai trò như một tấm màn bảo vệ che chắn cho các cường quốc lục địa như Ấn Độ hay Trung Quốc. Nếu như các cường quốc này đồng tiến, tiếp theo đó là Nhật Bản. Sau khi giành chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh Thanh-Nhật 1895 và Nga-Nhật 1904-1905, đất nước này đã vươn lên trở thành một cường quốc hải quân duy nhất trên Thái Bình Dương vào thời điểm đầu thế kỷ thứ 20. Và để cho xứng với tầm vóc của mình, Tokyo đã bắt đầu tập trung tìm hiểu về giá trị chiến lược mà các đảo cũng như quần đảo ở phía Tây Thái Bình Dương mang lại. Sau cùng, với quan điểm hướng Nam, để vừa có lấy một vùng trù phú về tài nguyên thiên nhiên, mà một nước nghèo tài nguyên như Nhật Bản cực thèm khát, lại có thêm thị trường, và nhất là lại có vùng thuộc địa và tấm khiên che chắn ở phía Nam, vốn đang bị Mỹ uy hiếp. Sau khi có được Guam và Philippines từ tay của Tây Ban Nha sau chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha năm 1898, mà Nhật đã quyết định phải hành động. Ngay từ Thế chiến I, Nhật đã tham chiến và đã thành công giành quyền kiểm soát một số đảo trong quần đảo Macronesia Tổ Tây của Đế quốc Đức, bao gồm cả đảo Marina, Marshall và Calorin, bao gồm cả Palau. Kiểm soát quần đảo Macronesia sẽ tạo nên một bức hàng rào ngăn chặn khả năng Mỹ có thể sẽ sử dụng các căn cứ của mình tại Guam và Philippines để đe dọa Nhật Bản trong tương lai. Và thế là, giờ lại đến lượt Mỹ sợ ngược lại rằng Nhật Bản sẽ đe dọa đảo Guam và quần đảo Philippines. Thiếu tá Earl Hancock, Peter Ellis thuộc lực lượng thủy quân độc chiến đã nhắc nhở cho chính phủ biết rằng các đảo do Nhật Bản chiếm ở trên vừa khéo đang tạo ra những tiền đồn cần thiết để giúp Tokyo phong tỏa toàn bộ các tuyến đường biển qua Thái Bình Dương trên một khoảng cách dài 2.300 dặm. Qua đó, Ellis cho rằng Hải quân Mỹ nên chiếm giữ các hòn đảo này và thiết lập các căn cứ tiền phương, giúp duy trì hoạt động tác chiến xa hơn ở khu vực. Và từ đó thì suốt từ sau Thế chiến I, Nhật Bản và Mỹ ngoài mặt thì hợp tác với nhau, nhưng thực chất thì luôn đề phòng nhau trong các vấn đề tranh giành tầm ảnh hưởng tại vùng biển Tây Thái Bình Dương. Nếu như Mỹ dùng chiêu bài hợp tác kinh tế sâu rộng hết mức có thể, nhất là khoản năng lượng và kim loại nặng, để vừa hợp tác vừa kìm hãm Nhật Bản, thì Nhật Bản cũng chẳng kém cạnh khi liên tục chạy đua vũ trang.
Để rồi với vụ tập kích Trân Châu Cảng, ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản đã không chỉ chính thức tuyên chiến với Mỹ mà còn trực tiếp tiến hành cuộc chiến xây dựng chuỗi đảo mà bản thân họ mong muốn. Kết thúc của nó ở tầm cực đại nhất. Chuỗi đảo này bao gồm toàn bộ các quốc gia ở Đông Nam Á, hải đảo, hầu hết các đảo tại Tây Thái Bình Dương và một số đảo tại Châu Đại Dương, trừ Úc và New Zealand. Về phía ngược lại, Mỹ một mặt giữ vững các đảo mà mình có được, một mặt thì phá vỡ các chuỗi đảo của Nhật Bản. Và như mọi người cũng đã biết rồi đấy, với một loạt các thất bại trước Mỹ, Trung Quốc và cả Liên Xô, cùng với hai quả bom nguyên tử, Nhật Bản đã chính thức bại trận và bị Mỹ chiếm đóng. Và trong những năm sau Thế chiến thứ hai, trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Liên Xô và sự nam tiến của xã hội chủ nghĩa, với sự xuất hiện của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người Mỹ bắt đầu lo sợ về cái gọi là thuyết domino, rằng từ Đông Dương, Thái Lan, Malaysia, rồi toàn Đông Nam Á, rồi cả Úc v.v. sẽ đổ vào vòng tay của xã hội chủ nghĩa. Khi đó thì cả bờ Tây Thái Bình Dương sẽ là mối đe dọa của Mỹ trong tương lai. Và kể từ thời khắc này, Mỹ đã chính thức trở thành kẻ kế thừa cuối cùng trong chiến lược chuỗi đảo cho đến tận ngày hôm nay. Bộ ba chuỗi đảo. Chiến lược của Washington xoay quanh nghiên cứu của cơ quan tham mưu hỗn hợp vào năm 1948 nhằm thiết lập một vành đai phòng thủ chạy từ quần đảo Aleutian, Nhật Bản qua Đài Loan và Philippines. Đây chính là chuỗi đảo đầu tiên và cũng là chuỗi đảo tiền tiêu cho toàn chiến lược. Tướng Douglas MacArthur đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các đặc trưng địa chính trị quan trọng của các chuỗi đảo trong suốt thời kỳ đầu chiến tranh lạnh. Ông cho rằng Mỹ cần phải thiết lập một lực lượng tấn công chạy dọc theo khu vực đường chữ U kéo dài từ quần đảo Aleutian qua đảo Midway, qua sân bay quân sự Clark ở Philippines và đặc biệt là đảo Okinawa. MacArthur đã mô tả Đài Loan như một tàu sân bay và căn cứ tàu ngầm không bao giờ bị chìm nhằm phục vụ chiến lược tấn công của các lực lượng đồng minh tại Okinawa và Philippines. Từ các chuỗi đảo chiến lược này, nước Mỹ đã có khả năng sử dụng sức mạnh không quân và hải quân để kiểm soát các hải cảng quan trọng của châu Á. Từ Vladivostok của Liên Xô cho đến tận Singapore và ngăn chặn các hành động thù địch có thể lan rộng ra Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nếu đặt trên bình diện xa hơn, nhỡ phòng tuyến đầu tiên bị phá vỡ thì sao? Thì sẽ lại có thêm chuỗi đảo thứ hai. Chuỗi này xuất phát từ Tokyo thuộc Nhật Bản qua Marianas và Macronesia. Và giờ thì lại thêm một vấn đề nữa. Đó là nếu mà cả chuỗi đảo thứ nhất và cả chuỗi đảo thứ hai bị sụp đổ, thì lại làm sao? Nếu mà chuỗi thứ nhất và chuỗi thứ hai, khi mà vẫn còn bỏ ngỏ mặt Bắc, tức là vùng viễn đông của Liên Xô, rồi còn hậu cần nữa, thì hai chuỗi đảo này còn ở xa nội địa của Mỹ quá, sẽ khá là khó cho công tác tiếp vận. Thế là chuỗi đảo thứ ba, nối từ quần đảo Aleutian đến quần đảo Hawaii xuống đến tận New Zealand đã hình thành. Thực tế thì bộ ba chuỗi đảo này cũng đã có những biến động và thay đổi nhất định. Đơn cử như từ năm 1974, thực tế với sự tồn tại của cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa ở phía nam vĩ tuyến 17, theo Hiệp định Geneva vào năm 1954, thì cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thực tế đều thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Và vì Việt Nam Cộng Hòa là con đẻ của Mỹ, nên trên thực tế, cả Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đã cùng nhau cai quản hai quần đảo này. Và giờ thì mời quý vị nhìn lại bản đồ đang hiện trên màn hình. Quý vị có thể thấy khúc phía nam từ đảo Đài Loan đổ xuống chuỗi đảo thứ nhất, giống với cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc đang tìm cách thiết lập trên Biển Đông hay không? Khi đó thì chuỗi đảo thứ nhất của Mỹ sẽ bao gồm quần đảo Okinawa, đảo Đài Loan, Philippines, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và kết thúc tại thành phố Đà Nẵng. Ý tưởng thì là vậy, nhưng thực tế thì với việc ký Hiệp định Paris rút quân khỏi Việt Nam vào năm 1973, rồi sau này là việc để Việt Nam Cộng Hòa mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc năm 1974. Tiếp đó là việc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thống nhất hai miền và kịp thời tiếp quản Trường Sa vào năm 1975. Thì kể từ sau các sự kiện đó, chuỗi đảo thống nhất của Mỹ thực tế chỉ kéo dài tới Philippines là cùng. Và thời điểm hiện tại, đứng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, Mỹ đang có ý định tăng cường sức mạnh quân sự cho chuỗi đảo thứ nhất này, bởi nơi đây được coi là tiền tuyến cho toàn bộ mặt trận chống Trung Quốc tại Biển Đông. Mới đây nhất, vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, trong các đề xuất thuộc sáng kiến răn đe Thái Bình Dương mà Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ
đệ trình lên Quốc hội nước này. Họ sẽ tăng cường khả năng răn đe chống Trung Quốc thông qua thiết lập mạng lưới tên lửa tấn công chính xác dọc theo chuỗi đảo thứ nhất. Kế hoạch nằm trong khoản chi 27,4 tỷ đô tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong 6 năm tới. Mối nguy lớn nhất đối với tương lai của Hoa Kỳ tiếp tục là khả năng răn đe. Trong điều kiện thông thường đã suy giảm, nếu không có các biện pháp răn đe thông thường, hợp lệ và thuyết phục, Trung Quốc sẽ càng được khuyến khích hành động trong khu vực và trên toàn cầu nhằm giành lấy lợi ích của Mỹ. Khi cán cân quân sự của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trở nên bất lợi, Mỹ sẽ ngày càng phải gánh chịu những rủi ro có thể khiến các đối thủ đơn phương cố gắng thay đổi hiện trạng. Cụ thể, văn bản đề xuất xây dựng lực lượng tích hợp với mạng lưới tấn công chính xác ở phía Tây đường, chuyển ngay quốc tế, dọc theo chuỗi đảo thứ nhất, tích hợp phòng thủ tên lửa ở chuỗi đảo thứ hai và một thế trận lực lượng phân tán để duy trì sự ổn định và nếu cần thì phân phối và duy trì các hoạt động chiến đấu trong thời gian dài. Tiếp đó là kế hoạch chống tàu ngầm Trung Quốc vượt qua các chuỗi đảo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong năm 2021 đã đề xuất khái niệm răn đe tích hợp, trong đó kêu gọi các đồng minh phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trong tương lai. Với những đặc điểm khác xa những cuộc chiến mà ông từng trải qua trong 20 năm qua, các đồng minh trong đó cũng không phải nơi đâu xa lạ, mà chính là các nước và vùng lãnh thổ thuộc chuỗi đảo thứ nhất. Cụ thể như sau, khi xung đột xảy ra, phòng vệ Nhật Bản có thể huy động tàu ngầm và rải thủy lôi để bịt kín hoàn toàn những yết hầu này, buộc tàu chiến của Trung Quốc phải di chuyển vòng qua đảo Đài Loan hoặc tiến thẳng vào không gian tác chiến trên biển Hoa Đông, nơi mà Mỹ và Nhật có khả năng kiểm soát gần như hoàn toàn. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đáp trả. Ngay từ khi mới thành lập, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã sớm nhận ra vòng vây của Mỹ trên biển đối với chính bản thân mình, nên đã ra sức tìm cách phá bỏ thế cô lập này. Đầu tiên và trước hết là tại Biển Đông với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và kể cũng ăn hại thật, sau khi làm lành với nhau, Mỹ đã bỏ mặc cho Trung Quốc tùy hy tấn công và chiếm lấy Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974 mà cũng chẳng thèm lao vào cứu giúp. Và cũng kể từ quá trình tan băng giữa thời của Tổng thống Mỹ Nixon vào năm 1972 mà các chiến lược gia của Trung Quốc đã được phép tiếp cận các quan điểm về chiến lược chuỗi đảo của Mỹ kể từ thế kỷ thứ 20 để xây dựng nên chiến lược của riêng mình. Thông qua biện dẫn từ các quan điểm của MacArthur, Adin Johnson hay John Foster Dulles, Trung Quốc đã dần xây dựng được chiến lược chuỗi đảo của riêng mình. Mỹ sáng tạo ra khái niệm chuỗi đảo chiến lược nhằm mục đích là kiềm chế và ngăn chặn các nước xã hội chủ nghĩa, khi đó là Liên Xô và Trung Quốc, nhằm hạn chế khả năng bành trướng sức mạnh hải quân cũng như khả năng tự do hoạt động của Trung Quốc khắp vùng phía Tây Thái Bình Dương. Điều này đe dọa trực tiếp tới an ninh hàng hải của Trung Quốc. Bên cạnh đó thì một số học giả của Trung Quốc cho rằng các chuỗi đảo sẽ đóng vai trò làm bàn đạp cho quân đội Mỹ thực hiện các chiến dịch quân sự tại những khu vực Trung Quốc đang đòi hỏi chủ quyền. Chuẩn đô đốc nghỉ hưu Giang Giao Rong nhận xét rằng Guam là một vị trí chiến lược để từ đó Mỹ có thể lập tức triển khai các máy bay hoặc tàu ngầm với mục tiêu thiết lập trật tự trên chiến trường. Các chiến lược gia tiêu biểu của Trung Quốc như đô đốc Lưu Hoa Thành đã dành nhiều sự chú ý vào các chuỗi đảo Tây Thái Bình Dương từ giữa những năm 1980. Nghiên cứu xem các chuỗi đảo này có thể giúp ích gì cho chiến lược hải dương của Trung Quốc. Đô đốc Lưu Hoa Thành cho rằng, trong tương lai gần, hầu hết các chiến dịch hải quân sẽ được tiến hành bên trong chuỗi đảo thứ nhất mà ông định nghĩa là bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, quần đảo Philippines và quần đảo Sunda lớn. Nhưng trong dài hạn thì họ Lưu khẳng định rằng Trung Quốc sẽ phải chuẩn bị để tiến xa chuỗi đảo thứ hai bao gồm Mariana, Guam và Palau. Và với những nhận định kể trên, Trung Quốc quyết tâm phải ngay và luôn tìm cách thâu tóm, nốt các quần đảo và hòn đảo mà Mỹ hiện đang không kiểm soát. Trong cuộc tìm chiếm đó, thì quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã trở thành mục tiêu. Cuộc tấn công Gạc Ma và chiến dịch CQ88-1988 đã nổ ra. Kết quả là sau bao nhiêu nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam vẫn giữ lại được đại đa số đảo trên quần đảo Trường Sa, trực tiếp làm phá sản kế hoạch của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc nào dễ bỏ cuộc? Không chiếm được thêm thì có các đảo sẵn có, họ bồi đắp thêm. Với việc đã làm chủ được công nghệ bồi đắp đảo, Trung Quốc trong những năm gần đây đã liên tục bồi lấp các đảo mà họ chiếm đóng trái phép tại Hoàng Sa và Trường Sa, mặc cho phía Việt Nam và các nước có quyền lợi về kinh tế tại Biển Đông cực lực phản đối.
Rồi còn đó là vụ bãi cạn Scarborough trực tiếp đe dọa Philippines, một nước thuộc chuỗi đảo thứ nhất. Trong vụ này, vừa để Trung Quốc chiếm mất một bãi cạn quan trọng, vừa giúp Trung Quốc có thể răn đe các nước có lợi ích trên Biển Đông. Việt Nam, nạn nhân của hai chiến lược chuỗi đảo. Xem video tới đây, quý vị ắt hẳn đã bắt đầu ngờ ngợ ra bi kịch mà Việt Nam chúng ta phải gánh chịu. Kể từ năm 1945 tới nay, với các chiến lược chuỗi đảo của cả hai nước Mỹ và Trung Quốc, bắt đầu từ khi Mỹ và đồng minh đổ quân vào Việt Nam, một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong chiến lược chuỗi đảo đã nâng tập kết quân đội để chuẩn bị tới Việt Nam, thậm chí là Philippines và New Zealand. Hai nước thuộc chuỗi đảo còn tỏ ra là những kẻ rất tích cực trong cuộc chiến khi còn cử cả quân đội tới tham chiến cùng với Mỹ. Cũng may là hai đội quân này khá là phế đối với trình độ của quân giải phóng. Các căn cứ hải quân của Mỹ tại Philippines đã trở thành nơi tập kết, trạm trung chuyển và sửa chữa của các đội tàu chiến Mỹ tới bao vây vùng biển Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những căn cứ này đóng vai trò quan trọng trong suốt những năm không quân và hải quân Mỹ đánh phá miền Bắc. Các căn cứ tại Guam, Đài Loan và Nhật Bản đã trở thành các trạm radar, do thám thời tiết, các chuyến hàng viện trợ trên biển của Liên Xô để báo cáo cho quân đội Mỹ. Rồi đến khi Mỹ rút, lại đến lượt anh hàng xóm Trung Quốc với các chiến lược chuỗi đảo của riêng anh ấy hành hạ nước ta. Trung Quốc thường xuyên lấy cớ là công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đồng ý cho Trung Quốc chiếm lấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để tuyên bố chủ quyền. Mặc cho phía Việt Nam đã phủ nhận hoàn toàn, nhưng Trung Quốc thì vẫn mặc nhiên chiếm Hoàng Sa từ tay của Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974 và tấn công Trường Sa vào năm 1988 mà chúng ta đã biết. Và ở thời điểm hiện tại, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ khiến cho giá trị chiến lược của các chuỗi đảo của cả Mỹ và Trung Quốc đã thay đổi nhanh chóng. Các hệ thống vũ khí tầm xa hiện đại như máy bay, tên lửa chống hạm, tên lửa đối đất, tàu ngầm tấn công thông thường, cũng như các hệ thống vũ khí phòng thủ như tên lửa phòng không tầm xa đã thay đổi cục diện chiến lược. Trung Quốc giờ cũng dần có thể chiến đấu cân bằng với Mỹ. Đây là một ví dụ chưa từng có trong lịch sử về việc một quốc gia cố gắng thay đổi thực tế địa lý bất lợi thành có lợi cho mình. Bắc Kinh đang thiết lập nên một chuỗi đảo mới nhằm phủ đầu các mối đe dọa tới chủ quyền của họ. Có thể thấy rằng, các chiến lược được giao của Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục đặt các chuỗi đảo vào trọng tâm hoạch định của mình ở tương lai. Và giờ thì đặt về phần Việt Nam, với tình trạng cả Mỹ và Trung Quốc đang dần siết vây nhau, khả năng châu bò đánh nhau rồi mới chết đang dần hiện ra. Lác đác đã có một số kẻ trên các diễn đàn mạng rêu rao rằng mất hết đảo rồi còn đâu, sắp mất hết đảo rồi đấy. Hay thậm chí là có những nhà dư luận viên nào đó còn khuyên rằng nên để cho Mỹ đóng quân cùng trên Trường Sa. Mơ à, đừng quên cái bản đồ chuỗi đảo thứ nhất mà Mỹ đã vẽ ra. Rồi cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại cũng không khác gì cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc đang vẽ ra để bắt Việt Nam phải nhượng bộ đâu. Nếu làm như mấy vị khuyên thì chẳng khác gì đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau. Mà cũng đừng có quên là khi xưa, mục đích của các chuỗi đảo được sinh ra là để bảo vệ các nước xã hội chủ nghĩa tại bờ Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam đấy. Mời Mỹ vào, rồi giả sử đến khi họ luộc xong Hoàng Sa, liệu họ có trả lại Hoàng Sa cho Việt Nam không? Hay thậm chí là còn hoàn thiện hơn cái chuỗi đảo thứ nhất của họ để tiếp tục xiết về Việt Nam? Quý vị thân mến, bên cạnh Cuba và Liên Xô, Lào có lẽ là quốc gia được người Việt Nam xem là người anh em, người bạn chung thủy và chí tình nhất. Nếu như hai quốc gia láng giềng còn lại là Trung Quốc và Campuchia ngày nay tồn tại quá nhiều vấn đề về đối ngoại với Việt Nam, thì Lào trái ngược lại, luôn đối đãi với chúng ta rất thân thiện và người Việt Nam hầu như là không cảm thấy bất cứ sự đe dọa nào từ đất nước phía Tây này. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được các thanh niên gọi vui với cái tên là Đông Lào. Bên cạnh đó thì Lào cũng là đất nước có sự liên kết mật thiết về chính trị, quân sự với Việt Nam. Nhiều tướng quân đội Lào đều được đào tạo tại các trường sĩ quan của Việt Nam và dĩ nhiên là họ sẽ biết được nhiều thông tin thú vị về quân đội của chúng ta. Chính vì thế, mới đây, sau bài phát biểu về không quân Việt Nam của vị tướng Lào, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã phải lo sốt vó. Cũng như Việt Nam, quân đội nhân dân Lào trang bị vũ khí, khí tài có nguồn gốc từ Liên Xô và một phần nhỏ được mua từ Nga sau này. Tại khu vực Đông Nam Á, quân đội nhân dân Lào là quân đội có tổ chức quy mô nhỏ về dân số,
thường trực chỉ 130.000 người, gồm cả lực lượng không quân và thủy quân. Lục quân là lực lượng lớn nhất, trang bị nhiều loại vũ khí nhất trong quân đội nhân dân Lào. Quân đội Lào cũng tổ chức lực lượng tác chiến đặc biệt, hay gọi là đặc công Lào, với nét khá giống với đặc công Việt Nam. Không quân giải phóng nhân dân Lào là lực lượng lớn thứ hai trong quân đội nhân dân Lào, với quân số thường trực khoảng 3.000 người, trang bị khoảng gần 50 máy bay, chủ yếu là làm nhiệm vụ vận tải, yểm trợ hỏa lực khi cần. Năm 1997, Lào đã ký mua của Nga hai chiếc Mi-17 và được chuyển giao hoàn tất trong năm 1999. Số máy bay này chủ yếu làm nhiệm vụ vận tải, trinh sát, khi cần có thể vũ trang rocket để yểm trợ hỏa lực mặt đất. Ngoài trực thăng Nga, Lào còn mua 4 chiếc trực thăng vận tải đa năng Z-9 của Trung Quốc. Về đội máy bay vận tải cánh bằng, Lào có trang bị khoảng 10 chiếc AN-2, 1 chiếc AN-26 và 1 chiếc AN-74, mua của Ukraine. Không quân Lào vốn khá ít được truyền thông quốc tế nhắc đến, nhưng họ đang sở hữu một loại máy bay thuộc hàng khủng thế giới. Đó chính là trực thăng Mi-26 khổng lồ lớn nhất mà thế giới từng chế tạo. Dòng trực thăng này được mệnh danh là lực sĩ bay, bởi nó sở hữu khả năng chuyên chờ vô địch, lại có tầm bay xa. Vì thế, Mi-26 được nhiều quốc gia ưa chuộng. Để xây dựng được lực lượng đa dạng như vậy, Lào nhận được khá nhiều viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và một số quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Nếu như các nước bạn giúp đỡ Lào về vũ khí trang bị, thì Việt Nam giúp bạn chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo đội ngũ sĩ quan, chỉ huy, tham mưu và kỹ thuật, đào tạo phi công quân sự, hỗ trợ không quân Lào trong việc bảo dưỡng, sửa chữa máy bay khi bạn chưa có điều kiện để đảm bảo kỹ thuật cho những loại vũ khí, khí tài hiện đại. Từ trước tới nay, quân đội nhân dân Lào đã cử rất nhiều học viên sang học tập tại các trường sĩ quan, đại học, học viện quân sự ở Việt Nam. Khi hỏi về không quân Việt Nam, các sĩ quan không quân Lào đều có chung nhận xét. Không quân Việt Nam, trong đó có các phi công quân sự Việt Nam rất giỏi, nhất là trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi đó, các phi công tiêm kích non trẻ của không quân Việt Nam non trẻ đã khiến cho các phi công sừng sỏ của Mỹ phải nể phục. Nói thế hoàn toàn không phải là những lời lẽ đãi bôi, bởi Việt Nam tuy là nước nghèo, lạc hậu, nhưng về trình độ tác chiến không quân thì người Mỹ không có tuổi. Nếu không tin thì hãy nhìn vào số lượng siêu pháo đài bay B-52 của Mỹ bị bắn rơi ở Việt Nam là rõ. Tại sao phi công Việt Nam có thể dùng máy bay MiG-21 để kết liễu pháo đài bay B-52 với sự yểm trợ của rất nhiều máy bay chiến thuật? Trước khi trả lời câu hỏi này, Trung tướng Phạm Tuân nói về sự lợi hại của không lực Hoa Kỳ lúc đó. Thực hiện chiến dịch Linebacker 2, Mỹ điều động 193 máy bay B-52. Mỗi chiếc trang bị 15 máy gây nhiễu tích cực, 2 máy gây nhiễu tiêu cực cùng với 2 tên lửa nhử mồi và pháo 20 ly, đối phó với MiG-21. Ngoài ra, gần 1.000 máy bay chiến thuật được cải tiến, lắp thêm máy gây nhiễu tích cực. Các loại máy bay cường kích F-111A có khả năng bay thấp theo địa hình và mang tới 10 tấn bom. Ngoài ra còn có các loại máy bay gây nhiễu ngoài đội hình như là EB-66, EA-6B, EC-121 v.v. Lực lượng lớn và trang thiết bị điện tử hiện đại, chúng đã tạo ra một khu vực nhiễu dày đặc và rộng lớn trên không gian tác chiến. Đồng thời, chúng tập trung đánh phá các sân bay ngay từ đầu, bố trí tiêm kích trên đỉnh sân bay, đánh chặn trên đường và yểm trợ trong đội hình B-52 nhằm loại bỏ tối đa khả năng tiếp cận B-52 của MiG-21 mà chúng xác định là lực lượng quan trọng, có khả năng cơ động cao, đánh từ xa vào đội hình B-52 của chúng. Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân xác định nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng bay đêm là đánh B-52 với phương án đánh từ xa, uy hiếp và tiêu diệt B-52 trước khi vào mục tiêu và phối hợp với pháo phòng không đánh địch ban ngày bảo vệ mục tiêu, đặc biệt là bảo vệ các trận địa tên lửa để tên lửa tập trung đánh B-52 ban đêm. Việc xác định được phương án đánh B-52 như trên là rất mạo hiểm đối với phi công, nhất là ở trong vùng rừng núi phức tạp, đòi hỏi phi công phải thật thuần thục, kỹ năng tự tin, mưu trí, dũng cảm, cùng với sự tính toán, hướng dẫn chuẩn xác của dẫn đường và có biện pháp giữ bí mật, bất ngờ trong quá trình cất cánh từ xa để tiếp cận được B-52 trong đêm tối. Bởi vậy, các đơn vị không quân chuẩn bị rất công phu, tỉ mỉ, tập trung chỉ đạo huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật ban đêm cho phi công trong mọi điều kiện thời tiết, huấn luyện chạm kích trên độ cao lớn với phương pháp đi thấp kéo cao, dùng radar trên máy bay,
phát hiện và ngắm bắn, huấn luyện đánh chặn mục tiêu bằng máy bay lớn như là IL-14, IL-28, quan sát bằng đèn hoặc giảng khói. Đồng thời, lực lượng phi công cũng được huấn luyện bay với tên lửa bổ trợ để cất cánh khẩn cấp trên đường băng ngắn. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, lực lượng không quân vào cấp 1 và trực chiến tại 3 sân bay Đa Phúc, Két và Hòa Lạc. Đến 19 giờ 47 phút, tôi được lệnh cất cánh từ sân bay Đa Phúc, vòng gấp ở độ cao thấp hướng về Hòa Bình. Lên độ cao khoảng 4 km thì phát hiện nhiều đèn của F-4. Sau khi vượt qua đội hình F-4, vòng phải về phía Tây, tiếp cận đội hình B-52, ở tốc độ cao hơn 6 km, phát hiện dãy đèn của B-52. Tôi bật tăng lực, mở radar sục sạo. Ngay lúc đó bị F-4 phát hiện và bám theo. Đèn B-52 tắt, màn hiện radar nhiễu nặng. Tôi vòng lại đánh F-4. Không còn cơ hội dẫn vào tốp đánh B-52. Sở chỉ huy cho về sân bay Đa Phúc hạ cánh. Trung tướng Phạm Tuân thuật lại. Có thể nói, trong trận đầu của chiến dịch, không quân Mỹ tập trung đánh phá các sân bay, nhưng không quân của ta đã dũng cảm cất cánh tiếp cận B-52, làm xáo trộn đội hình của địch, tạo điều kiện để tên lửa và pháo cao xạ lập công. Các đêm tiếp theo, lực lượng không quân của ta tiếp tục cất cánh tốp nhỏ trước lẻ, hầu như là đêm nào không quân cũng xuất hiện trên bầu trời. Tuy nhiên, vấn đề then chốt của đánh đêm là phải dẫn phi công vào bán cầu phía sau ở cự ly thích hợp từ 8 đến 10 km. Trong điều kiện nhiễu nặng, lại bị tiêm kích địch chặn đường, thực hiện phương pháp này trong đêm tối là rất khó khăn. Nếu đánh ban ngày, dẫn phi công đến khu vực có địch ở một góc độ nhất định bằng mắt thường, phi công có thể phát hiện mục tiêu và chiếm vị trí công kích. Nhiều phi công như Đinh Tôn, Vũ Xuân Thiều, Vũ Đình Dạng, Trần Cung, Bùi Doãn Độ đã phát hiện thấy đen của B-52, nhưng không có thời cơ công kích. Hoặc khi đuổi theo B-52 thì tiếp cận đến vùng hỏa lực tên lửa lại phải thoát ly. Anh hùng Phạm Tuân phân tích, nếu nhìn thẳng vào thực tế, địch dùng mọi biện pháp để ngăn chặn các lực lượng của ta, kể cả ở mặt đất và trên không. Hơn nữa, cho dù ta đã dự đoán chính xác, địch dùng B-52 đánh lớn ra miền Bắc, mà trọng tâm là Hà Nội và Hải Phòng. Nhưng những ngày đầu, việc triển khai máy bay trực chiến ở các sân bay dã chiến, các trạm radar và đài chỉ huy bổ trợ vòng ngoài còn chậm nên không thể thực hiện được ý định đánh địch từ xa là uy hiếp và bắn rơi B-52 trước khi chúng bay vào vùng hỏa lực của tên lửa. Giữa lúc lực lượng tên lửa liên tiếp lập công, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và chỉ huy quân chủng phòng không không quân nóng lòng chờ đợi chiến công bắn rơi B-52 của không quân. Rút kinh nghiệm giai đoạn 1 chiến dịch, ngày 25 tháng 12, trong hội nghị hiệp đồng chiến đấu giữa không quân và radar, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã chỉ đạo đưa máy bay ra các sân bay vòng ngoài như là Yên Bái, Cẩm Thủy, Thọ Xuân và giữ bí mật khi cất cánh, tiếp cận B-52. Điều đại đội radar dẫn đường từ Hà Nội vào Thanh Hóa, đưa cán bộ dẫn đường, bộ phận thông tin tiếp sức lên đại đội radar ở Mộc Châu, Sơn La, hình thành mạng lưới radar dẫn đường vòng trong, vòng ngoài, bổ trợ cho nhau. Với việc bố trí đài radar ở vị trí hai bên sườn hành lang bay của B-52, nhiễu cũng nhẹ hơn và ở vòng ngoài. Lực lượng tiêm kích, đánh chặn MiG-21 cũng ít hơn. Với phi công, căn cứ vào thông báo tình hình địch ta, căn cứ vào thực tế quan sát được, chủ động chọn độ cao, tốc độ bay có lợi, áp dụng phương pháp cơ động thích hợp, tránh tiêm kích địch để tiếp cận mục tiêu nhanh nhất có thể. Và với chỉ đạo mang tính bước ngoặt, quyết định trên đã giúp lực lượng không quân lập nên chiến công, đáp ứng mong mỏi của lãnh đạo chỉ huy các cấp. Đặc biệt, đêm 27 và 28 tháng 12, phi công Phạm Tuân và phi công Vũ Xuân Thiều đã tiêu diệt hai chiếc B-52, góp phần đánh bại cuộc tập kích bằng B-52 vào Hà Nội và một số tỉnh thành phố miền Bắc. Ngay trong đêm ngày 27 tháng 12, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã điện khen bộ đội không quân lập công xuất sắc. Khi nghe thông tin không quân Việt Nam đánh thắng không quân Mỹ, cả trường sĩ quan không quân đều hò reo, mừng rỡ, không hề có sự phân biệt giữa các bạn Lào hay Việt Nam, đều sướng như nhau. Khiêm tốn mà nói rằng trên thế giới, tính cho tới nay, chỉ có Việt Nam là bắn rơi được máy bay B-52, mà không chỉ một chiếc, mà là hàng chục chiếc. Chỉ riêng trận Điện Biên Phủ trên không, từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, đã có 34 chiếc B-52 cháy như đuốc trên bầu trời Hà Nội. Trình độ của không quân Việt Nam là không thể xem thường được.
các sĩ quan Lào nhận xét. Họ cũng không quên ơn các bạn Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ họ cả trong thời chiến lẫn thời bình. Hiện nay vẫn có nhiều sĩ quan phi công trực thăng, chỉ huy tham mưu phòng không không quân của Lào, được đào tạo bài bản ở các học viện, nhà trường Việt Nam và về nước, góp phần xây dựng quân đội Lào ngày một chính quy. Họ kể rằng, mình vẫn thường xuyên theo dõi những bước lớn mạnh của không quân Việt Nam và đánh giá rất cao trình độ làm chủ vũ khí của các phi công tiêm kích phản lực MiG-21, Su-22, Su-27 và Su-30 MK2. Sĩ quan Lào chia sẻ, hiện nay MiG-21 của không quân Lào đã bị loại biên, nhưng tới đây sẽ được trang bị máy bay mới, mua từ một bạn hàng truyền thống. Đây là loại máy bay mà không quân Việt Nam còn chưa có và ít nhất là trong vài năm tới. Thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, quý vị đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.